kinh nghiệm vị trí lớp trưởng rồi đúng không? Chúng mình đã một buổi bình bầu ban cán sự lớp của học sinh lớp 4, trường tiểu học Marie Curie, Hà Nội. Chức danh lớp trưởng được thay đổi luân phiên nhau, cho nên cơ hội ứng cử chia đều cho các bạn trong lớp. Tô Vân Giang là học sinh mới của lớp. Học sinh này có thâm niên 3 năm làm lớp trưởng ở ngôi trường cũ. Năm nay, việc thay phiên làm lớp trưởng khiến Vân Giang cảm thấy rất thích. Trường khác thì là lớp có nhiều học sinh nên là quản nó, với cả các bạn hơi lì nên là quản nó mệt lắm cô ạ. Trường này các bạn cũng đỡ hơn. Còn đây là buổi bình bầu của học sinh lớp 2. Các em được làm ban cán sự lớp theo tháng. Cứ hết tháng, bạn nào gương mẫu nhất sẽ được ứng cử làm lớp trưởng. Tháng 9 này, học sinh Phương Anh vốn là một cô bé khá nhút nhát được cả lớp bầu chọn. Phương Anh sẽ là lớp trưởng tháng 9 này, con hứa với cô. Điều này giúp các em mạnh dạn hơn trong lớp học. Nếu các bạn nhắc nhở các bạn vậy, nhưng các bạn mà quên đồ dùng học tập thì con sẽ thường thì sẽ động viên các con làm tổ trưởng trước. Khi làm tổ trưởng thì các con chỉ quản lý một tổ thôi, nhưng về sau thì sẽ tự tin hơn, đứng trước các bạn sẽ không khỏi run nữa thì sẽ là lớp trưởng. Những năm đầu tiên thì ban lãnh đạo nhà trường đã chủ trương là các đội ngũ cán bộ lớp sẽ được thay đổi thường xuyên để giúp cho các con có nhiều cơ hội để tự khẳng định mình. Không chỉ những con mà có khả năng lãnh đạo tốt mà những con còn rụt rè, nhút nhát cũng có cơ hội khi được cô giáo cũng như các bạn động viên. Thực tế, việc trẻ được giao các trách nhiệm quản lý tổ, nhóm hay lớp học là một hình thức trao cho trẻ khả năng lãnh đạo, giúp trẻ có thể tự tin, tự lập và tự học. Trẻ có cơ hội để phát huy sở trường của mình, rèn luyện và thể hiện mình trong một nhóm đông người, những kỹ năng rất cần thiết trong xã hội hiện đại. Tất cả các em khác còn lại có nhiều năng khiếu chứ. Các em có thể không có năng khiếu làm cái hát, nhưng các em có thể có năng khiếu múa, các em có thể năng khiếu làm toán học, có thể em có năng khiếu làm ngoại giao. Vậy thì những cái năng khiếu đó là chúng ta đã đang bị bỏ phí. Thế vậy thì trong cái giai đoạn đổi mới toàn diện hiện nay thì theo tôi rằng là lớp học mà càng tổ chức được nhiều các hoạt động và phân càng nhiều nhóm thì càng rất tốt và trẻ có nhiều cơ hội được tham gia, và chúng ta nên có tính luân phiên. Khi tổ chức một cái hoạt động để bầu cử hay chọn ra một ai đó là chúng ta nói rất là kỹ, phân chia trẻ hiểu, không những là giáo viên nói mà có thể là bố mẹ cũng tham gia vào để cũng như là giảng giải, phân tích cho trẻ hiểu. Tuy nhiên, làm ban cán sự lớp như làm dâu trăm họ, các trẻ có thể được yêu và bị ghét cũng chính vị trí của mình. Điều này cũng vô hình chung tạo ra những áp lực tâm lý lên trẻ, cho nên việc hướng dẫn của các thầy cô và bố mẹ là rất cần thiết để trẻ có thể thoải mái thể hiện mình trước các bạn. Bởi trẻ em chỉ như búp trên cành, chỉ cần biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan.